đủ chim sẻ. Quả đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây. 6 cây, 6 cây. Rồi đem máy của Nam Suku. Rồi, ngoài đủ ghim. Một cháu. Rồi, trả ra tin xong đóng BS đây. Đóng BS, đóng BS. Đừng đẹp luôn. Quá hay, quá hay. Nhưng mà đừng có... Tôi chỉ sợ là game thủ Nam Song Kyu chỉ mong là Nam đừng đánh như gọi là cái gì nhở, đừng đánh như Huy bơ bài tàu xong rồi. Đây. Ôi em ơi, bơ bài tàu mà lại đánh gọi là kích tám tròn gì có ai. Đây là con voi thứ hai. Phải đấu 3 voi nhưng Nam Sung Kyu đánh bây giờ luôn, ok. Đếm chưa là BE nữa. Ôi, nhanh quá. Ờ, đứa nó còn voi thì kia vậy, ông bài kín thế. Không được vào nhá. Làm vòng đi dò. Nói về đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn. Hiện tại thì team FPS và chim sẻ nắng tư đang kết hợp cùng với đó là hai nhà tài trợ tập đoàn đồ gỗ Thiên Phú cũng như là nhà tài trợ Fujike. Fujike là một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Nếu như anh em mà đang muốn tìm một chiếc ghế massage để lấy ngay với nhà tài trợ Fujike chúng tôi, rất tuyệt vời luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Fujike với hơn 200 điểm trưng bày sản phẩm trên toàn quốc. Đồng hồ nhiều sắc sảo, như vậy là một bài đấu rất là kín với thủ Nam Song Kyu và quyết định đi ăn bỏ quả bên ngoài trước, sau đó ăn thêm bấy hiểu giữa hai nhà. Bài này kín rồi, sẽ không phải lo cái mặt song bông nhà Nam Song Kyu nữa. Điều quan trọng bây giờ là ta đi ăn thêm bấy hiểu và ép đời thôi. 924 để S2 nhân đôi ăn cái hiệu cửa gỗ. 7 tí bây giờ đóng ra được 21 trên 24. Thêm một quả nữa, 23 dân rồi. Đánh 23 dân. Bây giờ dân tiếp theo cho đi ăn gỗ. Ok. Hay nhỉ. 7-1 x với 23 dân. Thì BL đóng giữa khe này chứ, sẽ đóng nhà mặt kia. BB ở bo và 6 giờ vào. Kim ở đây ạ. À, ở đây. Ôi đóng bên ở dưới này. Bây giờ đóng bỏ quả đấy, được. Đóng đấy, không đóng đấy. Gì có chỗ nào đóng? Chỗ dưới này một bên mở kín rồi. Đóng dưới nhà không đóng quả nhá. Rồi đây chỗ này bên mở. Đây bên đóng ngoài này trong bo BE lại. Điều tí gỗ thôi. Vậy thì có về được bạn 25 dân. Rồi, BM. Đâu thế? BM, BL. Ở trong giật dân về thôi. Ây ui. Đi đây đời cân nam. Rồi, về. Không có nhiều, vài trăm rồi, về. Ui. 938. 23 dân. Bán đâu? À đây. Bán biết. Bỏ trước đây em ơi. Ok, kín luôn. Do này đi. Thầy thẳng cánh luôn. Ăn gỗ về vệ rua. Thế này. Và này. Thủ 1P.
Đây, ba đây nhá. Bài này sẽ kích 11 anh em ạ. Bài AC kích 11, chúng ta có bài Pơ kích 9 rồi. Ôi, bài BB cũng 4 voi về đấy. Hai mươi bốn trên 32 là thất bại tại bài đấu này. Xiên luôn thì đóng B ở cái BB ấy. Đây có B mà sợ gì? Trong được bỏ bàn đấy, trong được bỏ bàn đấy. Mày ơi. Còn nhưng mà đóng B ở đây thì không đi sang được nhà sẻ à? Đang đi sẻ. Lò sang nhà Nam kìa. Rồi, sao. Ok. Sao map đấy không đi được sang Nam ơi, anh xin lỗi nhá. Xin lỗi. Đã chửi luôn rồi. Anh tưởng là nó hở nhưng mà nó kín rồi. Rồi là Nam đi ra đây rồi, bỏ hai lớp rồi. Với lớp này cung à? Ôi thì tìm với lớp chém thôi. Đấy thì đóng cái P nữa bên này được. Đấy cơ. Đánh cung A nhá. Đánh như là quay luôn BB thì phù là đà thôi. Xuống 6 giờ có cái rừng đấy đóng nhà chính đấy được sẻ ơi. Sắp mẹ ở đồ xuống 6 giờ. Vâng, bạn biết chúng ta có phù rồi, không dám dí sâu vào. Đấy được cái thủ BB. À, mình mới được câu chó thành công anh em ạ. Đào vàng. Chưa mất gì nhiều, mất một vài dân đầu thôi. Thì dân ăn hoa đấy, nó không có ruộng nhà thì chắc là có dân ăn hoa đâu rồi. Thì đứng ở cạnh tường đây là không làm gì rồi. Có tội không có sảnh ở đây rồi. Có phù đi cho BB à, mất ngang mặt đà, đau chưa. Giấu rất kỹ rồi vì ở trên nó còn phù. Giữ do. Rồi. Đẹp đấy. Quay đầu bỏ đi, đám xuống đi cho bạn có phù như thế này. Bây giờ phù được cung tê rồi bạn. Vẽ ruộng đây Nam ơi, vẽ ruộng đây cũng nhiều quá kìa. Hôm nay là 32 trên 32 đấy, thủ đám xuống kêu MB đang chém 4. Chuyển sang xong chuyển sang vợ chém kẹp phù không? Chúng chém cung A luôn. Đây, 1B đây rồi. Đây, ra đâu ạ? Đây, đâu? Đâu? Điên kẹp phù rồi. Ôi, gặp cung A đi. Vâng, là 2. Chém 4 rồi, chém 4 rồi. Đây, một chim sẻ. Từ lớp đẩy 5 cung A. Ảo à? Đẩy cung A đi đặt cung đi thế này. Ây trời ơi. Sao quá muộn rồi, chết hết rồi. Đấy rồi. Hạ cái cung còn được không? Thôi. Đà đông quá. Tham Lai đang số là 46 trên 52 thì cho chủ chim sẻ cái hốc này rất là đẹp rồi. Cái lớp đẩy cung A như thế kia thì rất là liều liều. Với cái thế như thế này thì mình nghĩ là cũng dễ đánh được chúng ta thôi. Đấy, có cái chân đấy bung là chính là nó phát triển. 6 giờ đó. Đi có một vài phù thôi. Sợ cung A là bạn đẩy luôn thôi. 4 A. Đây rồi, cung A đây rồi. Lại thế à? Chưa. Lần này đông hơn. Phù đê, là bắn phù đấy. Kém em ơi. Phù đê. Rồi, hồi đê. Ok. Rồi, bây giờ thì 5. Cung A sau kìa.
bắn Kuma trước, bắn Kuma trước em ơi, để phụ phụ là la, bắn Kuma trước đi. Ném đây đảo Kuma kìa. Ô, ô. Năm nay là 59, bây giờ chúng ta đây. Nên gặp 4. Nói chung là tân Kuma này của Bi cũng, à tân Kuma này của thủ bế lâu cũng khó sống. Chúng ta có tân Kuma trên viện rồi. Mình đang đi gặp 4 nữa thôi. Nam Long Hoàng với phù. À, con này cũng đang sang được phần 3 được không ạ? Nó phù, nó có phù. Ba con phù thả gì? Thôi, chúng ai mình bắt hết rồi. Rất nhiều Kuma rồi. Thì đơn giản là cung R AC là bản diện Kuma của Bơ thôi. Đánh ra diện Kuma rất là nhanh. Ra 4 rồi đúng không? Đã có ra 4. Khả năng cao là tên này là bạn sẽ dí vào nhà chim trẻ này. Sau khi bắt được một tên quân bên ngoài của chim trẻ nào. Đây là máy của Nam. Nam đang xô vào nhà với có 3 một tên. Rồi, bay vàng rồi. Đang xô em hơn nhá. Đây, 3L rồi. Ý nó kéo quân về kìa. Nó kéo nó tạm về kìa. Đồng đấy. Phải áp lực ngược lại. Không được thoải mái như quân rồi. Đoán vàng 2 đấy, đoán vàng 2 đấy. Hôm nay tổng số là 48 như đã xuống kêu của bạn Dí Nam rồi. Bắt đầu Dí sát nhà đã xuống kêu, tặng hà sau. Dí, không để lót. Rất đông là đài đối phương. Hôm nay là 50 thì đối thủ Nam xuống kêu. Sẻ về chưa? Đây rồi, sẻ vào xong rồi. Bắn kìa. Sẻ vào xong rồi. 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 Chạy đi đâu? Bắn hết là đào của ba luôn. Chạy đi đâu? Sao? Hôm nay 41 đến từ đối thủ Nam Sông Kim rất khỏe với con chém 4 của Persian và bạn có tên công ai chú ý kìa. Đây là thằng ấy đối thủ chim trẻ. Trẻ thằng này là 80 rồi. Hết là đào đối thủ của bạn. Cung R thì bạn cũng quá ít. Đen cái BS ở trong góc 3 giờ đây. Đồ hốp lắm khi mà cầm cung A của Pơ đánh nhau với cung R AC cả các đồ hốp. Sau đó là hai đều và có trận chung kết trong xe 3. Kéo đấu vẫn rất căng. Hai đều anh em ơi. Đóng 2L nó không phù. Đóng 2L anh phù luôn đẹp nhất. Anh phù công luôn, có gì đỡ đâu. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận chung kết trong xe đấu này ngay sau đây thôi. Hai đều anh em ơi.